Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, sáng hôm nay vào ngày lễ Chúa Phục Sinh, Quang Hải có dịp ghé ra viếng mộ cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Và sáng hôm nay thật bất ngờ, mọi người đến đây rất là đông. Quang Hải nghĩ rằng, tưởng hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày Chúa Phục Sinh, mọi người sẽ ở nhà. Và không ngờ, và khi mà Quang Hải ra đến đây thì mọi người ra viếng cha Giuse rất là đông. Quang Hải sẽ quay một vòng cho quý vị và anh chị em xem. Và cũng thật bất ngờ mà khi Quang Hải ra đây thì những tấm bản tạ ơn càng ngày càng nhiều lên. Thì lần trước Quang Hải ra thì chỉ có 11 bản ghi tạ ơn cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Và hôm nay cũng gần nửa tháng hơn Quang Hải ra lại thì thật bất ngờ rất rất nhiều tấm bản tạ ơn được đặt trên bia mộ cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Quang Hải cũng sẽ quay cho quý vị và anh chị em xem. Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Đây là những bản tạ ơn của những người đến đây cầu xin cầu bầu của cha Giuse Trần Ngọc Thanh với Thiên Chúa. Và hôm nay họ đã nhận được ơn đến đây để mà tạ ơn. Và đây là những cái bản tấm tạ ơn rất là nhiều. Lần trước Quang Hải ra thì chỉ có khoảng 11 bản tạ ơn, và hôm nay chắc cũng phải, Quang Hải đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, chắc cũng trên 14 bản tạ ơn cha Giuse Trần Ngọc Thanh. Và hôm nay mọi người cũng đến đây rất là đông vào nhân dịp lễ Chúa Phục Sinh. Quý vị và anh chị em cũng thấy đây là tạ ơn Chúa, cảm ơn cha Giuse, Chúa đã nhận lời cha chuyển cầu cho gia đình con. Đây là những cái điều mà mọi người đến đây để mà nhờ lời cầu bầu của cha Giuse Trần Ngọc Thanh, Phạm Văn Yên, con Vinh Sơn ở giáo xứ Phúc Túc, ở Ayun Ba, cái phần Cô Tum các bạn, và ở bên kia nữa. Quang Hải zoom lại cho quý vị và anh chị em xem. Đó. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, con xin tạ ơn cha, cầu nguyện cùng Chúa. Đây là những cái điều rất là tốt lành, phải không quý vị và anh chị em? Và hôm nay là lễ Phục Sinh, chắc chắn rằng là cha Giuse Trần Ngọc Thanh đang ở trên thiên đàng cùng với Chúa Cha, với Chúa Giêsu, cùng các đấng, các thánh ở trên trời. Xin cha cầu bầu cho chúng con, những người đến đây với lòng thành. Xin cha cầu bầu cho chúng con.
Cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý đón xem và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.